Cái đó là nếp để đi chùa. Người Ảo là để bài nước bài chân anh nhá, từ bánh bát và cái lô chân anh nhá nè, gì bài nước tôm. Cái đó là nếp để đi chùa. Người Ảo là để bài nước bài chân anh nhá, từ bánh bát và cái lô chân anh nhá nè, gì bài nước tôn chân anh. Cái này cái nhà này bữa hổm mà Vui Linh tới đây quay nè hả, chúng ta hai phố nó nơi tê hà áp nè. Ừ, chăm tên hai người mà ở vườn màu ly côn kia. À miên à môi cố gì vậy? Ừ, cô thằng Phi. Ồ, cái nhà này có hai đứa con cầm hết mà lớn lớn hết rồi. Ở cuối làng luôn. Thì vô không có. Hãy dễ quá nè. Nè, vô mà đi. Cho người 10kg gạo với 2kg nếp. Nếp thì lúc này là để người ta đi chùa nè. Để đi chùa người ta làm nếp với mè đen á, để người ta cúng chùa. Ngục tiên không? Anh ấy tàn áp á. Anh ấy tàn áp.
nên có. Người nó cô đây. Tầm tối mà. Nên con quý cô ở quý. Cho thêm tôi với nhé gì. Ba. À nên là bỏ hoa niên sấy ngay muốn cái màu. Cái bỏ hoa hà dốn đó nha. Cái nhà ao gì đó nha. Ôi ao bóng ôn có quán nơi chết khang này chết. Ở ban ban của mỗi của xa. Cho nhìn tôi với nha. Cái đường đi vậy rất là khó. Chở nặng quá cái mình nhiều khi mình mất thăng bằng á. Mình té. Bị té mấy lần nè. Con đường đó đó là hãy mà mất thăng bằng á là buông xe luôn chứ không không có cố ghiềm nó lại, buông cho xe nó ngã luôn. Sao vô theo con đường này được nè. Đường phía sau chùa thì cũng vô đó được. Ở mấy chùa hay có cây này lắm, cây đa, cây gia, cây bồ đề gì đó. Cái này tôi không rành lắm. Hay có mấy cây này lắm. Mà cây này nó cũng dễ mọc lắm. Tới khi tới mùa nó ra trái chín á, rồi cái con chim nó ăn á, nó ăn rồi nó ỉa đâu là nó bám đó, bám là nó mọc. Nhiều khi nó mọc ở trên tường, nhiều khi nó mọc ở trên mấy cây cây già già, cây cổ thụ. Chắc bữa nay đi cho được một lần. Chiều chiều mát mát chút đi nữa. Bây giờ trời bắt đầu nắng. Trưa. Mấy chở cho cái xóm ông đảo ở trên đây, trong đó cũng 4-5 hộ. Bánh lọt hả? Này chợ Cô Tô. Chợ cá, chỗ này là chợ cá Cô Tô. Hủ hả? Ăn chén hay là con chén đi phẩm.
chén bao nhiêu? 5.000 ra cũng rộng nữa. Cô tô giờ nó lên thị trấn rồi. Chuối trái nhiêu vậy? Dạ, trái cũng 5.000. Ủa 5.000 nãy mới đây đâu người ta bán kiểu không vậy? Dạ. Có luôn rồi. Có bán kiểu luôn nha bà con. Mà không phải ai cũng chịu đâu nè, cũng coi mặt mới chịu nha. Chớ đâu mà khơi khơi tới bán chịu là sao không có bán đâu. Phải người có uy tín mới được. Thấy con khỏi để cái bịch này đâu, nó ấy tờ giấy cho chú mà. Đây. Bố ai cũng vậy ha, chỉ riêng cho tôi đấy. Hả? À. Riêng cho tôi nè, mua trái chuối mà lấy trái chuối bự nhất rồi cho thêm cái bánh tiêu nữa nha bà con. Cô này bán ở đầu chợ Cô Tô á. Hai cái chuối chiên thêm cái người ta thêm cho cái bánh tiêu nữa kìa. Lấy không?